Chào các bạn, hôm nay đồng hồ TV sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc đồng hồ khá cổ điển của hãng Seiko. Đây là dòng máy transistor được sản xuất tại Nhật Bản và là dòng máy kim trôi. Chiếc đồng hồ này có cái mặt thiết kế rất đặc biệt với cái dạng vân gỗ này, các cọc số được mạ vàng và in nổi. Xung quanh bốn góc này cũng là bốn cái chấu mạ vàng và kim thì màu trắng, khá là nổi bật để chúng ta xem giờ. Và đây là đồng hồ có kích thước tương đối lớn ạ. Ở mặt sau thì các bạn sẽ quan sát thấy phần máy của đồng hồ. Nó là máy bán cơ transistor của chính hãng Seiko. Chỗ này các bạn chỉnh nhanh chậm này. Và là máy bán cơ đấy, các bạn thấy khi nó chạy nó có gây ra một chút tiếng ồn. Dưới này nó thấy mã của đồng hồ là RA714. Nó ra đời vào năm 53 của Nhật, tương đương với năm 1978. Tức là đồng hồ đã được khoảng 45 tuổi rồi, rất là lâu đời. Phần dưới này chúng ta có cái cọc này để chỉnh giờ. Các bạn muốn chỉnh giờ các bạn sẽ kéo cái cọc này và xoay. Thì nó sẽ xoay được kim phút và kim giờ. Xoay tới giờ hiện tại rồi nhả ra thì nó sẽ chạy. Nhả ra thì cũng chính là cái thao tác mồi khi bạn lắp pin đấy. Đấy, nhả ra đẩy lên cái nó sẽ chạy kim dây. Và đây là kim dây là dạng kim trôi. Đây, mà quan sát kỹ hơn cái mặt đồng hồ rất là đặc biệt của hãng Seiko. Về mặt kích thước thì chúng ta sẽ có cái đồng hồ này là hình vuông với bề ngang là khoảng 34 cm, chiều dày là khoảng 7 cm. Thì đây là một chiếc đồng hồ có tuổi đời rất lâu rồi, 45 tuổi. Và nếu mà các bạn quan tâm tới cái đồng hồ này, các bạn có thể liên hệ đồng hồ TV theo số điện thoại bên dưới và đừng quên đăng ký kênh đồng hồ TV để có thêm nhiều thông tin về các loại đồng hồ khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.